Mình là Sadu. Và cái ngày mình đăng video này lên, ngày mùng 10 tháng 12, vừa tròn 1 tháng kể từ tập mới nhất mình làm về cái series Vũ trụ gốc Skibidi Talent. Nó cũng gọi là gần 1 tháng trôi qua rồi. Mà series ở Vũ trụ gốc này mới chỉ ra được thêm 2 tập tiếp theo. Thậm chí nó cũng không phải là một tập nữa, mà nó là phần 3 và phần 4 của tập 67. Cách đây 1 tháng chúng ta đã xem đến phần 2 của tập 67 rồi. Tức là như vậy chúng ta chỉ được có 4 phút nội dung mới để mà xem. Và được rồi, hy vọng là trong khoảng thời gian từ lúc mình quay video này đến cái hôm mùng 10 tháng 12 mình đăng video này lên sẽ có thêm ít nhất là một tập nữa để mình có thể xem tiếp. Rồi, thay vì tóm tắt lại những diễn biến đã xảy ra ở các tập trước như là các video bình thường mình hay làm thì mình sẽ vào xem luôn. Thì ở trong tập full này nó có luôn phần 1 và phần 2 của tập 67 thì để cho các bạn và cũng như mình là nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra ở tập trước. Rồi, đấy mình quên luôn rồi á. Một tháng không xem là quên luôn. Ok, một cái chiến trường rực lửa. Hai phe đánh nhau. Ok. Phe liên minh của chúng ta là có cả chơi súng rocket. Ô. U. Ê. Né, mày né hộ. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi nó đánh như nào ta? Ây à, thank you. Cảm ơn anh. Like, đúng rồi. À, đúng rồi. Bọn Skibidi Talent, chúng nó có một con mới. Con này là con của cái gì đấy? Acid. Ok, để nó đốt cháy. Được rồi. À, hình như à, đúng rồi. Tập 67 đang là trận chiến của khổng lồ đầu camera và đầu loa với cả bên Skibidi Talent. Đúng rồi. Được. Rồi, soi quả này là có to Skibidi giáo sư hay tiến sĩ này, đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm. Trong làn khói đen, đúng rồi, yes. Rồi. Đó, càng đây, rồi, đúng rồi, được xem nào. Mình muốn xem cái kết của trận chiến này, đúng rồi, xử nó. Cái kết của trận chiến, mình nhớ đứng trước mặt nó để đấu chùm này. Ok. Chọt một cái vào tai. Tên lửa axit. Không sao. Ok, hai. Được. À, hai mình bắn laser nhau. À, hai đánh một như này cũng hơi bất công cho bên cho còn thằng Skibidi giáo sư, nhưng mà chắc không sao đâu ha. Ui. Loa mà xe luôn cả cái thanh niên camera đang quay chúng ta này. Skibidi Z-Man. Ok. Ôi trời ơi. Rồi, gỡ loa ra là có tivi. Tivi đỏ này là thuê miên. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đây là cảnh mình nhớ là cảnh thôi miên khổng lồ đầu camera, là cho khổng lồ đầu camera tự cái liệu chính bản thân mình. Như đây là cuối phần 2 thì phải. Ok, đây rồi. Chúng ta chuẩn bị được xem là chuyện gì xảy ra trong này. Đây. Hay. Wow, được con ta. Nhờ có khổng lồ đầu loa, là khổng lồ đầu camera không chết. Ủa? Vẫn bị thôi miên. Ok. Cái chế độ màu đỏ TV là sẽ khiến cho ai mà nhìn vào sẽ phải tự kết liễu bản thân mình. Nhưng nếu mà chuyển sang chế độ mà là màu tím là thôi miên để mà điều khiển theo ý định của người TV đó. Có nổ không? Rất dũng cảm. Ôi, xong rồi. Hay, phá vỡ TV. Lại đây. Khổng lồ đầu TV chăng? Ui! Ai đây? Chạy ngựa ơi! Skibidi Z-Man phải chạy! Ui! Wow! Chúng ta
kho khổng lồ TV nhưng mà được nâng cấp lên quả kiếm. Ui, wow wow wow, mày này rồi xong. Skibi đi giáo sư này tự hủy hai một. Ây à, khổng lồ TV xuất hiện đỉnh vãi trường. Ôi, vâng, cái quả này hay đô à. Nắt này không phải đô nắt ở người mà đô nắt thẳng mặt luôn á. Ôi ôi, hay quá nhờ. Rồi, mặt cô te chứ, 2.3 chứ. Đây, rồi, đeo kính vào đi, hello. Ê, từ từ bro, chưa xong đâu bro. Ôi, chúng ta có 3 chiến binh mạnh nhất rồi. Wow, wow, sao nhiều Skibidi Z-Man vậy? Anh em, lên anh em ơi, lên, đúng rồi. Thôi, thôi, giờ lên thôi. Ôi, gãy tay rồi. Ê, ê. Ê, từ. Đây chính là chủ kênh. Đây là avatar của chủ kênh này. Ôi, đúng không? Đây luôn này. Từ, có một dòng chữ ở đây. Look to the left, nhìn sang bên trái. Là sao ta? Tại sao lại có khuôn mặt của chủ kênh The Fuck Boom ở đây nhỉ? Rồi lại ra một cái lệnh để cho anh camera của chúng ta phải thực hiện theo. Wow, mình đang cảm giác như là cái người lãnh đạo thật sự của phe liên minh đồ gia dụng TV loa các thứ này, tức là chủ kênh. Thật ra cái này không bất ngờ lắm nha. Hà bảo là The Fuck Boom là lãnh đạo của bên Skibidi Toilet á thì mình có thấy bất ngờ. Nhưng mà mình không hiểu là ý đồ gì mà để cho chủ kênh đích thân phải xuất hiện. Thế nào? Nhìn sang bên trái, ở bên trái là có cái gì đây? Có một con Skibidi. Ô. Ao. Ủa. Ấy à. Ôi trời ơi, không vừa rồi có gì ấy? Cứ anh Giai thì coi. Ok, lộ rất đẹp. Nhưng mà anh Giai kia thì thôi rồi. Rồi xong. Ôi, cái này là cái đầu á các bạn. Nó là cái đầu á. À, quá tội cho anh Giai. Anh Giai đầu loa. Và chúng ta có rất nhiều chiến binh trong này. Cầm súng lên anh ơi. Và đây à, chỗ này hình như mình nhớ là đã xuất hiện rồi đúng không? Có vẻ như đây là căn cứ của... Đây này này. Chúng ta có cái chữ này, có vẻ như là đây là chữ Skibidi này. Có cái logo của con Skibidi Toilet này. Đó, bốn góc này, bốn cái toilet. Rồi, xong rồi. Đây mới là căn cứ thật sự. Căn cứ cuối cùng của bên Skibidi Toilet. Và đội quân của chúng ta đã đột nhập được vào đây rồi. Ok, tức có nghĩa là đang có một cái gợi ý là chuẩn bị với cái kết rồi. CV này sắp tới hồi kết rồi. Thứ hai, có một con Skibidi cỡ nhỏ. Và con này có khuôn mặt mình đang thấy nó rất là, có vẻ khá là già. Và nó đang cho mình nghĩ đến là đây là con Skibidi giáo sư. Nhưng mà Skibidi giáo sư trước giờ là đều là con khổng lồ này mà. Mình có một giả thuyết như này. Thực ra đây mới chính là con Skibidi giáo sư. Đây là Skibidi giáo sư gốc xịn này. Cái con Skibidi giáo sư khổng lồ mà chúng ta thấy từ trước đến nay á, cái con mặt chiến đấu này, nó chỉ là cái con robot thôi. Và cái đứa điều khiển thật sự mới chính là cái đứa, là cái con giáo sư thật này. Ok. Và con này, đây, nó đang chạy đó. Nó chạy vào lại trong căn cứ. Đấy. Đó. Và khi căn cứ cửa đóng lại thì thanh niên đầu loa, cái này mình không biết các bạn gọi là gì, không, thanh niên này cũng không phải là khổng lồ mà cũng không phải là cỡ nhỏ. Thanh niên này đã chấp nhận hy sinh bản thân để cho những anh em của phe đầu loa rồi camera để lao vào đây và hy sinh. Chọt một cái đây, và đốt em ơi, chém một cái rồi xong, cái cửa rơi xuống bay đầu luôn. Ok, chúng ta sẽ dành ra vài giây mặc niệm cho anh thanh niên này. Ê, hy sinh để hy lấy thân mình chèn cửa đó để mà cho anh em được lao vào trong căn cứ. Đây mới là chuẩn bị tới những trận chiến cuối cùng này. Hấp dẫn đấy. Chính những tình tiết này mà khiến cho mình đang có trở lại sự hứng thú với cái series gốc rồi các bạn ạ. Rồi, trong trường hợp nếu mà một tuần nữa không có tập nào mới á thì có lẽ chúng ta sẽ phải đợi thêm một tháng nữa thì mình mới tiếp tục xem cái series Skibidi Toilet này. One week later.
Đây, mình là Sơn Đù của tương lai đây. Đến từ ngày mùng 8 tháng 12. Và các bạn biết sao không? Skibidi Toilet tập 68 phần 1 được đăng lên cách đây 5 ngày vào ngày mùng 2 tháng 12. Vâng các bạn ạ, mình vừa quay cái đoạn trước xong, mình nghỉ, mình không quay nữa thì ngay lập tức nó ra video. Đúng như kiểu lời Nguyễn, mình cứ quay xong reaction về Skibidi Toilet là sẽ có tập mới ra luôn. Nhưng mình đã biết được đến chuyện đó nên mình đã chơi cái trò này. Quay từ trước đi để rồi nó ra, và cách sau đó vài ngày mình mới quay nốt. Thế là ngày mùng 10 mình đang là đẹp luôn. Đấy, xem nào, tập 68 mình đang rất là mong chờ đây, để xem là chuyện gì sẽ xảy ra ở trong cái căn cứ của bên Skibidi. À, rồi nào, vào. À, đi du lịch về cái được xe Skibidi Toilet là trúng chuẩn bài luôn. Ô, đây là cảnh nối tiếp này. Ô, đây là cảnh từ phía bên ngoài nối tiếp tập 67. Ok, bên ngoài thứ là thực kết cảnh bên ngoài trận chiến giữa TV, người TV khổng lồ Titan TV và bọn Skibidi. Ôi trời ơi, ok, cũng khỏe. Ôi, chơi chiêu tách TV ra thì con này còn gì nữa. Đấy, bung bom tự sát là ba. Ghê. Nhờ siêu phân tách TV mà bây giờ mỗi TV đấu với một thằng luôn. Mà như kiểu phân tách chiến thuật của Naruto à? À, Skibidi Mini. Mày này, mày đi tẩy não không được đâu. Hệ thống bảo vệ, cơ chế phòng vệ quá đỉnh cao. Rồi, Skibidi Z-Man đúng không? Cố gắng vùng vẫy, liệu có thoát được không? Đồ! Ôi! Ôi, sức mạnh bá đạo vãi ạ! Cái chiêu thức mà tạo làn khói đen để mà dịch chuyển tức thời của bên phe TV á, không những dịch chuyển được toàn bộ cơ thể, dịch chuyển một phần thôi. Vãi cả đạn là dịch chuyển vũ khí để cho nó biến ra phía sau. Ôi! Vãi! Tận dụng sức mạnh ghê thật. Rồi, mất hết cái cưa rồi. Giờ Skibidi Z-Man á, phế luôn. Xong. Let's go. Đánh bại thành công được Skibidi Z-Man. Hình như là như vậy. Vỗ tay, like. À, Titan TV man khỏe quá. Anh em, vào trong căn cứ luôn kìa. Sẽ lắc đầu ba. Nhìn vào tivi này, ok, có cái gì trong này? Rồi, chúng ta không biết cái quần què trong này nữa. Có phải cái giọng nói của cái thằng tivi này sẽ là một cái câu gì đó sẽ được tua ngược lại để mà nghe ra câu chuẩn. Thì các bạn nào mà có thể nghe được ra câu này hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhá. Xem là cái thằng tivi này nó nói cái gì. Chính ra là phần 1 của tập 68 này chưa có thêm nhiều diễn biến lắm. Chỉ là một màn gọi là giống như kiểu flexing sức mạnh của thanh niên khổng lồ tivi thôi. Với những kỹ năng quá bá đạo, phân thân tách rời những cái chiếc TV ra để chiến đấu với nhiều kẻ thù cùng một lúc, rồi cơ chế tự bảo vệ khỏi những cái con Skibidi Mini, dịch chuyển tức thời biến một phần cơ thể của mình ra chỗ khác để thực hiện đón những đòn tấn công. À, bá đạo thật chứ. Nhưng mà đây mới chỉ là phần 1 thôi. Có thể là ở trong tập này, ở những phần sau, phần 2, phần 3 sẽ là những diễn biến tiếp theo ở bên trong cái căn cứ của Skibidi này. Thì thực sự là mình rất là mong đợi đây. Một tập này tuy chưa phải là gì mà thúc đẩy cốt truyện, nhưng mà nó cũng giống như là kiểu một cái fan service vậy cho chúng ta, kiểu những ai là fan là ủng hộ cái thanh niên khổng lồ TV á, lại được một dịp phát cuồng lên vì thanh niên này vì sức mạnh quá bá đạo. Vâng, và như vậy là video reaction Skibidi Toilet một tháng một lần của mình là ở đây là xong rồi đấy. Mình sẽ tiếp tục chờ đợi một tháng sau nữa để cộng dồn những tập Skibidi Toilet lại xem cho nó đã. Khi nào có tập sau mình sẽ để lên đây luôn để các bạn cùng bấm vào xem với mình nhá. Còn trong lúc chờ đợi thì đây sẽ là video mà ở đó chúng ta sẽ đến với một đa vũ trụ Skibidi Toilet khác. Tại đó có rất nhiều những nhân vật với sức mạnh bá đạo không kém gì thanh niên khổng lồ đầu TV mà chúng ta vừa xem đâu. Mình hẹn gặp các bạn ở bên video đó nhá. Okay.